Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Isa-ve. Và khi bà Isa-ve nghe lời chào của Maria thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Isa-ve được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Đó là lời Chúa. Sau cuộc truyền tin mà thiên thần Gabriel báo tin cho Đức Mẹ, thì thiên thần cũng nói với Đức Mẹ: người chị họ của Maria đã thụ thai ở tuổi già. Đức Mẹ lúc bấy giờ bắt đầu mang Chúa Giêsu trong chính cõi lòng mình, đã đi thăm bà chị họ của mình, đi thăm bà Isa-ve. Bà Isa-ve lúc này đã mang thai 6 tháng, bà chỉ còn 3 tháng cuối thai kỳ nữa mà thôi. Và Đức Maria khi đến với người chị họ của mình đã ở lại với bà Isa-ve cho đến hết cái thời thai kỳ ấy, đến lúc Thánh Gioan ra đời. Thánh Kinh cho biết là Maria ở lại với bà Isa-ve 3 tháng, tức là ở cho đến khi bà Isa-ve sanh nở. Và như vậy ở 3 tháng thì Đức Mẹ cũng đã mang thai Chúa Giêsu 3 tháng. Điều quan trọng không phải là tháng này hay tháng kia, mấy tháng hay là tháng nào, mà quan trọng ở chỗ là hôm nay. Thưa anh chị em, điều đặc biệt vô cùng đó là Chúa Giêsu Kitô trong buổi đầu làm người, dĩ nhiên khi người đến với trần thế thì đã là một cuộc viếng thăm trần thế. Người đã ngự đến trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, người đã đến thăm và viếng thăm cõi lòng Đức Mẹ, không ai chối điều đó rồi. Và đến với trần thế, nhập cuộc với trần thế, người đã trở thành đấng ở giữa trần thế, đã hiện diện trong trần thế để chúc phúc và để ban ơn cứu độ cho toàn cõi loài người, không ai chối từ điều đó. Đúng như vậy. Nhưng điều quan trọng và là một, phải nói là một điều nhiệm lạ trên cuộc đời của Thánh Gioan nói riêng và trên gia đình của Thánh Gioan nói chung, đó là buổi đầu làm người. Đúng là Chúa ngự đến trong trần thế, đúng là Chúa viếng thăm gia đình bà Isa-ve, xin lỗi, là đến viếng thăm lòng Đức Mẹ Maria. Nhưng người một cách cụ thể, một cách rõ ràng, với việc Đức Maria mang chính người con của mình, mang chính Chúa Giêsu trong lòng dạ mình, một cách cụ thể chúng ta có thể nói rằng trong buổi đầu làm người, Chúa Giêsu đã đến một cách chính xác gia đình của Thánh Gioan để viếng thăm. Và bào thai thì không thể biết gì để nhảy mừng hay không nhảy mừng. Bào thai không thể biết gì để có thể cảm nhận người đang đứng trước mẹ mình là ai. Thế nhưng trong ơn nhiệm lạ của đấng đến thăm loài người, đã đến thăm lần đầu tiên gia đình, và người gia đình duy nhất người đã đến thăm đó là gia đình tư tế Gia-ca-ri-a, Thánh Gioan đã nhận được ơn lạ lùng. Và nhận được ơn lạ lùng ấy cũng từ bàn tay của chính Thiên Chúa điều khiển, nhảy lên, nhảy cẩn lên trong lòng dạ mẹ mình để tuyên xưng đức tin rằng
hôm nay gia đình tôi đã đón nhận Chúa tôi, hôm nay buổi đầu làm người của Chúa tôi đã đến với gia đình của tôi. Có thể nói được cú nhảy của Thánh Gioan trong lòng mẹ mình, cú nhảy của Thánh Gioan trong lòng bà Isave, chúng ta có thể diễn giải bằng một lời tuyên xưng đức tin ấy. Dù Thánh Gioan không biết gì, nhưng bào thai trong lòng Đức Maria đã làm nên mọi sự. Bào thai ấy không phải là một con người bình thường, bào thai ấy là Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa làm người viếng thăm nhân loại. Một cách cụ thể, Thiên Chúa làm người đến thăm trước nhất gia đình của tư tế Zacharia trong cả nhân loại ấy. Cho nên người đã làm, người đã điều khiển để sự vinh danh chính người nơi bào thai Gioan Tẩy Giả thành hiện thực, giúp cho tất cả mọi người chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đi đến đâu, người cần được chúng ta tuyên xưng đến đó. Nếu Chúa muốn cho bào thai Gioan Tẩy Giả nhảy cẩn lên để như một lời tuyên xưng đức tin dành cho người, thì nay chúng ta đón nhận mầu nhiệm Chúa viếng thăm khi Đức Maria đến với anh chị em của mình, thì người Chúa Giêsu cũng đã viếng thăm chúng ta. Cần lắm một lời tuyên xưng đức tin, nhưng hơn thế cần lắm một đời tuyên xưng đức tin của từng Kitô hữu, của từng người chúng ta. Bởi sau cú nhảy của Thánh Gioan thì lời tuyên xưng ấy trào ra nơi môi miệng của mẹ của Thánh Gioan, chức chính là bà Isave, trào ra nơi môi miệng để bà có thể thốt lên rằng mẹ của Chúa tôi đến thăm tôi. Ngay lập tức bà tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Thiên Chúa của mình. Bà tuyên xưng ngay lập tức: tôi đã được ơn lạ, đó là đứa con trong dạ của tôi nhảy mừng vì cảm biết Chúa đến thăm tôi. Thưa anh chị em, nếu xưa bà Isave và cả Thánh Gioan với một lần tuyên xưng Chúa đã đến thăm mình, thì một đời các ngài đã sống trọn vẹn cho Chúa. Bởi hơn ai hết, mầu nhiệm cuộc đời của Thánh Gioan dù là một mầu nhiệm Chúa ban thật nhiều ơn cho ngài, nhưng Thánh Gioan đã cộng tác bằng một đời sống chứng tá, bằng một đời sống của một vị tiên tri để làm chứng cho Chúa. Chúng ta học hỏi nơi đây để chúng ta cảm biết Chúa ở với mình, Chúa đến với mình, thì không chỉ là tuyên xưng, lời tuyên xưng của chúng ta đã quan trọng, nhưng lòng và đời để chúng ta tuyên xưng trong cõi đời của mình ấy càng quan trọng hơn. Anh chị em và tôi đã làm gì để nói với mọi người, để nói với thế giới, để nói với anh chị em của mình rằng Chúa ở cùng tôi? Chúng ta đã làm gì? Cần lắm những lời hỏi như vậy để từ đó chúng ta xác quyết nhiều hơn và phải sống nhiều hơn nữa hành trình trong ơn gọi làm con Chúa, hành trình trong ơn gọi làm đồ đệ của Chúa Kitô, hành trình trong ơn gọi xác quyết Chúa ở với mình, Chúa viếng thăm mình. Xin cho tất cả chúng ta bằng một đời sống, chứ không phải chỉ là lời trên môi miệng mà thôi, bằng một đời sống giúp cho mình biết tạ ơn Thiên Chúa, giúp cho mình luôn luôn có một đời chứng tá bằng những việc cụ thể, bằng việc chúng ta đón mừng Chúa ở nơi chính cõi hồn, chính tấm lòng, chính cuộc đời và chính trọn sự sống của chính chúng ta.